mừng quý khán giả và bà con nông dân đang đến với bản tin thời tiết nông vụ. Thưa bà con, đêm qua, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Sáng nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, rồi đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc của Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét. Sau đây mời bà con cùng theo dõi dự báo thời tiết trên các vùng trong đêm nay và ngày mai. Tại các tỉnh khu vực Tây Bắc, trời nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông, đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi từ 25 đến 27 độ, với độ ẩm từ 70 đến 80%. Tại các tỉnh từ khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, vùng núi từ 10 đến 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi chỉ từ 13 đến 16 độ, với độ ẩm từ 70 đến 80%. Tại khu vực đồng bằng sông Hồng, trời nhiều mây, có mưa rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ, với độ ẩm từ 70 đến 80%. Thưa quý vị và bà con, do việc chăn nuôi lợn giá cả bấp bênh không ổn định, người dân các xã trong huyện Yên Lập của Phú Thọ, đặc biệt là xã Phúc Khánh đã tích cực hưởng ứng tham gia và phát triển mô hình cải tạo đàn bò địa phương theo hướng sinh hóa. Tính đến tháng 10 năm 2012, cả xã Phúc Khánh đã có 750 con, thì có đến 350 con là bò cái lai xin, chiếm 46% tổng số đàn bò của xã, góp phần đem lại doanh thu hàng năm từ việc chăn nuôi bò bán thịt trên 4 tỷ đồng, chiếm 50% doanh thu về chăn nuôi của xã. Bên cạnh việc định hướng và khuyến khích người dân tích cực tham gia mô hình này, hàng năm, Ủy ban Nhân dân xã kết hợp với Trung tâm Khuyến nông và cán bộ trong dự án về phổ biến cách chăm sóc, chăn nuôi và phòng trừ dịch bệnh cho đàn bò địa phương. Riêng năm 2012, xã cũng đã có 2 lần cử cán bộ thú y đi tiêm phòng dịch bệnh cho đàn bò trong từng hộ gia đình, chủ yếu là tụ huyết trùng và lở mồm long móng. Dự kiến năm 2013, xã Phúc Khánh sẽ có 60-70% bò lai xin trong tổng số đàn bò của địa phương. Xin được chuyển sang phần dự báo thời tiết cho khu vực miền Trung. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng phía Bắc ngày có nắng, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, phía Nam từ 19 đến 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, phía Nam từ 25 đến 28 độ, với độ ẩm từ 70 đến 80%. Tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, với độ ẩm từ 65 đến 75%. Tại các tỉnh từ khu vực vùng cao Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, với độ ẩm từ 45 đến 55%. Thưa bà con, chanh dây là loại cây trồng khá mới đối với nhà nông Lâm Đồng. Loại cây trồng này bắt đầu có mặt trên đất Lâm Đồng từ năm 2005. Mặc dù chưa được cơ quan hữu quan khuyến khích và tỉnh cũng chưa xác định đây là cây trồng kinh tế được ưu tiên phát triển, nhưng do lợi nhuận tức thời, nông dân của tỉnh đã nhanh chóng mở rộng diện tích chanh dây lên trên 500 ha vào năm 2009. Tuy nhiên, đến cuối tháng 11 năm 2012 này, cả tỉnh Lâm Đồng chỉ còn lại không đến 250 ha. Về lý thuyết, cứ 1 hecta chanh dây có vốn đầu tư khoảng 50 triệu đồng, trong vòng 3 năm sẽ cho thu hoạch và mỗi năm thì doanh thu sẽ khoảng từ 200 đến 250 triệu đồng, lãi từ 170 đến 210 triệu đồng một năm mỗi hecta. Đặc biệt là có thời điểm 1 kg chanh dây bán được đến 15.000 đồng nên sự quan tâm mở rộng diện tích loại cây trồng này của người nông dân là điều không quá khó hiểu. Cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng cũng đã đưa ra lời cảnh báo về những rủi ro và khuyên bà con nông dân không nên mở rộng diện tích một cách ồ ạt, nhưng không mấy người chịu nghe theo. Kết quả đó là hiện nay do giá cả sụt giảm, tiếp đến là do sâu bệnh ở mức không thể kiểm soát nổi, nên năng suất chanh dây giảm đáng kể, khiến nguồn thu không bù nổi chi, làm cho các hộ nông dân lao đao và lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Xin được chuyển sang phần dự báo thời tiết cho khu vực Nam Bộ. Tại đây mây thay đổi, có mưa rào và dông ở một vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, với độ ẩm từ 50 đến 60%. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!